Xin chào quý vị và các bạn. Lúc này khối không khí lạnh vẫn đang trên đường di chuyển xuống nước ta. Dự báo vào sáng sớm mai 31 tháng 12, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, khiến cho trời chuyển mưa rét. Đến chiều và đêm mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 tại khu vực phía Đông Bắc Bộ chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, phía Tây là từ 22 đến 25 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Về đêm, mức nhiệt cũng giảm, khu vực đồng bằng chỉ dao động từ 17 đến 19 độ, khu vực vùng núi mức nhiệt thấp hơn trong khoảng từ 14 đến 16 độ, trời rét nhưng mưa chỉ còn lác đác vài nơi. Tại Hà Nội, vào đêm mai, đêm cuối cùng của năm 2019, thời tiết cũng khá rét với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 cho tới 18 độ. Trời nhiều mây và giảm mưa trong khoảng thời gian này. Vì vậy, rất thuận lợi nếu quý vị có ý định ra ngoài trời và cùng đếm ngược khoảnh khắc chào đón năm mới 2020. Sau đó, thì từ khoảng ngày 2 tháng 1 khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nền nhiệt lại có xu hướng tăng dần. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ vào khoảng từ 23 cho tới 27 độ. Còn ban đêm, mức nhiệt cũng dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Lưu xuống các tỉnh thành miền Trung trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình, với gió đông trên cao, nên mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng. Suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên sẽ có mưa diện rộng. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Đà Nẵng có thể xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to và dông. Mưa được dự báo tập trung nhiều trong ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1. Sau đó, từ ngày 2 tháng 1 khi đới gió Đông Bắc giảm dần về cường độ, thì mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm. Còn về nền nhiệt trong 3 ngày tới do tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ tại khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm. Trời có khả năng chuyển rét tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 21 đến 24 độ. Càng đi xa về phía Nam thì không khí lạnh càng ít tác động hơn đến các tỉnh Nam Trung Bộ, như là tại khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 30 cho tới 31 độ. Ở phía nam đất nước, các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên do địa hình đồi núi nên trời rét về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 16 cho tới 19 độ. Còn đối với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, trời hơi se lạnh vào sáng sớm với nhiệt độ vào khoảng từ 21 cho tới 24 độ. Còn vào ban ngày, thời tiết vẫn duy trì tình trạng khô ráo với nắng vừa phải nên khá dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Nam Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Tây Nguyên, mức nhiệt trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Thông tin dành riêng cho các khán giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là đêm 31 tháng 12, thời tiết tại đây cũng tạnh ráo, không mưa, có gió thổi nhẹ nên khá dễ chịu. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm dao động từ 22 cho tới 24 độ. Thời tiết rất thuận lợi để các màn pháo hoa khoe sắc mừng đón năm mới. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc là cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, từ trưa và chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sau đó, khu vực gió mạnh cũng sẽ lan dần xuống giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, gây nên tình trạng biển động sóng cao, tàu thuyền nên đặc biệt lưu ý. Bản tin thời tiết cuối ngày 30 tháng 12 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!